Viettel chính thức phát hành siêu phẩm Badlanders. Tải ngay trên Google Play và App Store. Sau khi chính thức chia tay câu lạc bộ Hà Nội, bác sĩ Kim Quang Jae đã đặt bút ký vào bản hợp đồng với câu lạc bộ Viettel, đội bóng mà ông đã được hưởng niềm vui giành chức vô địch V-League năm 2020. Cuộc tái hợp này là cực kỳ quan trọng với đội bóng quân đội và cả cá nhân chuyên gia người Hàn Quốc. Hợp đồng mà bác sĩ Kim Quang Jae ký với Viettel FC có thời hạn 2 năm. Ngay sau khi trở lại Viettel FC, chuyên gia người Hàn Quốc đã bắt tay ngay vào công việc chuyên môn của mình, đó là làm công tác phục hồi chấn thương cho các cầu thủ. Môi trường cũ, đội bóng cũ, nhưng quyết tâm và sự khát khao cống hiến thì luôn mới mẻ. Sự trở lại của bác sĩ Kim được đánh giá vô cùng quan trọng trong bối cảnh đội bóng gặp nhiều vấn đề về chấn thương, đặc biệt phải đảm bảo lực lượng cho cuộc chiến đường dài tại V-League và cả AFC Cup. Sau một năm, tôi đã trở lại Viettel. Tôi thấy có nhiều gương mặt mới, những cầu thủ trẻ triển vọng. Tôi cảm thấy họ năng động hơn trong tập luyện, tập trung hơn và đem đến nhiều năng lượng hơn. Và năm nay, chúng tôi sẽ phải nỗ lực để có được mục tiêu mong muốn. Khi tôi đến với câu lạc bộ, tôi hy vọng sẽ hỗ trợ đội bóng, giúp đỡ cho các cầu thủ chấn thương và đạt thành quả như 2 năm về trước. Cá nhân bác sĩ Kim có 26 năm làm phụ trách y tế cho các câu lạc bộ tại Hàn Quốc, Trung Quốc. Trong đó đã có 2 năm làm việc với vai trò là bác sĩ cho câu lạc bộ bóng đá Viettel. Từ tháng 3 năm 2019 đến tháng 2 năm 2021, với vai trò là bác sĩ cho câu lạc bộ bóng đá Viettel, ông Kim Quang Jae hoàn thành xuất sắc công việc chẩn đoán, điều trị chấn thương, hướng dẫn vận động viên chấn thương các bài tập hiệu quả, nhanh phục hồi, đưa ra bài tập phòng tránh chấn thương cho vận động viên, được chính các vận động viên được điều trị và ban huấn luyện câu lạc bộ bóng đá Viettel ghi nhận và đánh giá cao, góp phần vào thành tích đạt được tại mùa giải 2019 và vô địch V-League 2020 của câu lạc bộ. Kênh truyền hình SCTV 6, phim 360 hoàn toàn mới.